Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết chúng con xin được thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Trụ Trì Chùa Huyền Trang cùng Chư Tôn Thiền Đức Tăng, Chư Tôn Thiền Đức Ni tại Bổn Tự đã cho chúng con có cơ hội để về Chùa Huyền Trang có đôi điều chia sẻ cùng với đạo tràng Phật tử trong ngày hôm nay. Thưa cùng với toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 21 tháng 11 năm 2019, nhằm ngày 25 tháng 10 năm Kỷ Hợi, tại đạo tràng khóa tu một ngày an lạc Chùa Huyền Trang, chúng ta có cơ hội gặp nhau. Xin được thương chúc toàn thể đại chúng có một ngày tu an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, ở trong Kinh Tăng Chi Bộ 1 có kể lại đôi dòng về lời giải của Đức Phật dành cho các thầy tỳ kheo thông qua ánh sáng của con mắt. Một hôm, Đức Phật ngồi giữa những người đệ tử của mình. Ngài nhẹ nhàng và bảo rằng: Này các thầy tỳ kheo, có ba hạng người ở đời. Thế nào là ba? Hạng thứ nhất là người bị mù cả hai mắt. Hạng thứ hai là người chỉ có một con mắt. Hạng thứ ba là người có đủ cả hai con mắt. Và Đức Phật giải tiếp: Thế nào là hạng người bị mù cả hai mắt? Này các thầy tỳ kheo, là hạng người không tự tạo ra được tài sản của chính đời sống mình, và không thể nhân nơi tài sản ấy mà làm cho nó nùng hậu. Hạng người này không biết được đúng sai, không biết được tốt xấu, không biết được pháp lành và không biết được pháp ác. Vì vậy Như Lai gọi là hạng người mù cả hai mắt. Này các thầy tỳ kheo, thế nào là hạng người chỉ có một con mắt? Là hạng người mà họ chỉ có thể tạo ra được kinh tế và làm cho kinh tế đó nùng hậu, nhưng họ lại không thấy được thiện pháp, ác pháp. Họ không biết phân biệt tốt, xấu, đúng, sai. Vì vậy Như Lai gọi họ là hạng người chỉ có một con mắt. Và này các thầy tỳ kheo, thế nào là hạng người có đủ cả hai con mắt? Là hạng người mà họ có thể tạo ra được kinh tế, và nhờ kinh tế đó họ làm cho đời sống của mình nùng hậu. Bên cạnh đó họ có được cái nhìn về thiện pháp và ác pháp. Họ biết phân biệt đúng và sai, tội và phước. Như vậy này các thầy tỳ kheo, bởi những nguyên nhân đó mà Như Lai nói có ba hạng người không có mắt, có một mắt và có cả hai mắt. Bây giờ mời đại chúng chúng ta tìm hiểu chi tiết về đoạn kinh văn mà Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo, để thông qua đoạn kinh văn này chúng ta thấy được chúng ta là kẻ mù lò hay là người có một mắt, hay phước lành hơn là người có trọn vẹn cả hai mắt. Giữa cuộc sống này rất đáng thương cho những ai bị tật nguyền, khiếm khuyết, có khi vì nghiệp lực từ nhiều kiếp hoặc vì bệnh đau, vì hoàn cảnh mà họ sanh ra có mặt giữa đời, họ không thấy được ánh sáng của mặt trời, họ không nhìn được vạn vật. Và rồi có người cũng nhìn được vạn vật nhưng chỉ nhìn bằng một nửa ánh sáng mà thôi. Và hạnh phúc cho tất cả chúng ta khi chúng ta có đầy đủ phước duyên để có thể thấy được ánh sáng một cách trọn vẹn, đó là chúng ta có cả đôi mắt để nhìn đời. Nhưng ở trong đoạn kinh văn này, Đức Phật nói người mù lò
Có nghĩa là người không tạo được kinh tế cho đời sống của bản thân, đời sống của gia đình, không góp phần xây dựng quê hương, xây dựng đất nước, là bị mù con mắt, thứ nhất. Thứ hai là người đó không biết thiện pháp và ác pháp, cũng không biết phân biệt được đúng, sai, tốt, xấu. Họ lầm lũi sống, họ tha hồ thọ hưởng ngũ dục lục trần và tạo gây những ác nghiệp vì chính bản thân họ không biết thế nào là đúng để học tập theo, không biết thế nào là sai để mà tránh, không biết thế nào là phước để mà tạo thêm, không biết thế nào là tội để tránh xa. Vì vậy Đức Phật nói, nếu một con người hội đủ hai điều kiện này, thứ nhất là không tự mình có việc làm để tạo ra kinh tế nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, góp phần xây dựng xã hội. Thứ hai, không biết phân biệt thiện, ác, không biết tuân theo điều lành và tránh đi những điều tiêu cực, thì là người mù cả hai mắt. Mặc dù họ vẫn thấy được ánh sáng, thấy được vạn vật giữa đời, nhưng họ vẫn là người mù trong mắt của Đức Thế Tôn. Như vậy thì họ là người đáng thương, thưa đại chúng. Thưa đại chúng, nói điều này thì đại chúng sẽ nghĩ rằng, thầy ơi, tụi con già rồi, bây giờ không tự tạo được kinh tế cho bản thân. Không, bài kinh này Đức Phật nói, có những người giữa cuộc đời, chứ Đức Phật không nhắm vào người già. Các vị đã có mấy mươi năm để đóng góp công sức của mình cho gia đình, cho xã hội rồi. Như vậy thì đại chúng là người đã có được một con mắt, biết tham dự khóa tu, biết nương theo Phật Pháp, biết quy y Tam Bảo, biết làm lành lánh dữ, thì có thêm con mắt thứ hai. Và chúng ta đáng thương cho những ai giữa cuộc đời mù cả hai mắt, đời sống của họ sẽ vô cùng lận đận, vô cùng đau khổ. Họ lận đận vì chén cơm manh áo họ không tự tạo ra được, phải sống nhờ giả vào tình thương của người khác, hoặc là cha mẹ, hoặc là anh chị em, hoặc là những nhà hảo tâm có lòng ban phát. Bởi vì chính bản thân họ không dùng khả năng, không dùng trí tuệ của mình để tự tạo ra kinh tế nuôi sống bản thân, thì phải sống nhờ vào tình thương của những con người có lòng giữa xã hội. Đau khổ là vì họ không biết tránh đi những nghiệp xấu ác, không biết tuân thủ và học tập theo những pháp lành. Thế cho nên trong đời sống của họ chịu nghiệp quả lận đận khổ đau, đời này lẫn nhiều đời về sau. Đó là chúng ta tìm hiểu về người bị mù hai mắt. Và đại chúng ở đây thì chắc chắn không phải là người bị mù hai mắt. Và Đức Phật nói, này các thầy tỳ kheo, có một hạng người mà chỉ có một con mắt giữa đời. Không phải là mất một con bên trái, còn một con bên phải là mù một mắt. Đức Phật nói, là hạng người có thể tự tạo ra kinh tế, nhờ kinh tế đó có thể làm cho tài sản của mình ngày càng lớn hơn bằng khả năng, bằng công ăn việc làm của mình. Nhưng thiếu phước cho họ là họ không có đủ sáng suốt để nhìn nhận đúng, sai, tội, phước để tuân thủ. Trong cuộc sống này có rất nhiều những người giàu có, nhưng buồn thay, họ không vận dụng sự giàu có đó để giúp đỡ cho mọi người, mà trái lại, để có được đồng tiền, để có được một khối tài sản lớn, có khi họ phải gian lận, họ phải mưu mô, họ phải bắt nạt người khác, họ đè người khác xuống để họ ngẩng cao đầu lên. Như vậy thì có của tiền mấy đi chăng nữa, giữa cuộc đời này người đó vẫn được xem là người chỉ có một con mắt, vì họ chỉ sáng được trong việc của thế gian là làm giàu tạo ra của cải, nhưng không sáng được con mắt của đạo. Con mắt của đời, thưa các vị, sáng, nhưng nếu như không có con mắt của đạo á, thì nó đau khổ vô cùng. Bởi vì chúng ta chỉ sống với đời,
tức là sống với những tâm niệm phàm tục, sống với hỷ nộ ái ố, càng sống lâu chừng nào thì nghiệp chướng tạo nhiều chừng ấy. Vì vậy có càng nhiều của nhiều tiền nhưng thiếu đạo đức thì có khi lại là tai họa cho xã hội này. Vì vậy thông qua đây chúng ta cũng khuyên nhau rằng chúng ta có thể làm giàu bằng của cải vật chất, những thứ mà chúng ta tạo ra được bằng khả năng, bằng sự thông minh của chính mình. Nhưng đó chưa phải là giàu trọn vẹn, chưa phải là giàu có một cách đúng nghĩa. Người giàu có trọn vẹn, người giàu có đúng nghĩa là ngoài việc họ tự tạo ra của cải vật chất cho chính đời sống họ, họ phải luôn luôn làm giàu đạo đức, làm giàu tình thương. Những người này phải sống và tuân thủ theo nguyên tắc đạo đức, tuân thủ theo pháp luật của quốc gia hiện hành, và họ biết giúp đỡ, nâng đỡ những người cùng cấp, những người cùng làm, hoặc là những người hạ cấp hơn mình. Có như vậy thì đời sống này nó mới có ý nghĩa, và sự giàu có của chúng ta mới là sự giàu có trọn vẹn. Người thứ ba Đức Phật đề cập đến là người có hai mắt, tức là người tạo được kinh tế giữa cuộc đời, và bên cạnh đó là người biết tuân thủ theo thiện pháp, biết xa lánh ác pháp, biết đúng, biết sai, biết tội, biết phước, biết tốt, biết xấu. Như vậy thì chúng ta tự cảm thấy mình hạnh phúc và mình tự hào mình là người có hai mắt giữa cuộc đời. Có khi có người họ chỉ thấy được một nửa ánh sáng, họ chỉ còn một con mắt bên phải, hoặc là họ chỉ còn một con mắt bên trái, nhưng họ hội tụ đủ hai điều kiện mà Đức Phật nói thì họ vẫn là người có hai mắt. Cuộc sống của chúng ta phải là người tự chịu trách nhiệm về nó. Không ai có thể chịu trách nhiệm thay cho chúng ta. Và cuộc sống của chúng ta là chúng ta phải là người sống, không ai sống thế cho chúng ta. Vì vậy, nếu như bản thân chúng ta không cố gắng, không nỗ lực, thì chúng ta đang tự giết chết đời mình. Con cá mà xuôi theo dòng nước là con cá chết. Con cá sống là con cá phải bơi ngược dòng nước. Càng thông thả nhẹ nhàng, dễ đi, đó là con đường đưa chúng ta đi xuống dốc. Đường đi lên trên núi, đường lên dốc bao giờ cũng khó khăn. Cũng vậy, cuộc sống là những tháng ngày để chúng ta phấn đấu, chúng ta nỗ lực, thực hiện vai trò trách nhiệm của mình trong đời sống gia đình và xã hội. Chúng ta không muốn trở thành gánh nặng của xã hội thì bản thân của chúng ta phải tự nỗ lực vươn lên bằng công ăn việc làm của mình. Nhưng ở đây chúng tôi nhắc lại, dù bất kỳ nghề nghiệp nào chúng ta làm mà chúng ta cho đó là công việc to tát hay là công việc thấp bé, thì chúng ta vẫn phải giữ nguyên tắc sống. Đó chính là nguyên tắc đạo đức giữa cuộc đời, và phải hoàn toàn tuân thủ vào pháp luật của quốc gia hiện hành. Giỏi hơn, khá hơn nữa, chúng ta mở rộng tình thương của mình ra để nâng đỡ, để bao dung người khác. Thưa đại chúng, thông qua bài kinh này, đại chúng thấy mình có mấy con mắt? Có một hay hai? Hả? Hai. Có ở đây có ai không có con mắt nào không? Ai cũng có con mắt. Và thưa rằng nếu như chúng ta hoàn toàn không có phước để thấy ánh sáng của cuộc đời, ta tối tăm cả hai con mắt của xác thân này, nhưng chúng ta luôn nỗ lực phấn đấu, chúng ta luôn hướng thiện, chúng ta vẫn là người có hai con mắt. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một vị đệ tử của Đức Phật ngồi nghe pháp nhưng ngày ngủ bị Đức Phật quở. Thế là từ đó ông thức suốt ngày đêm không ngủ để tọa thiền, để thiền định, và không lâu sau đó ông bị mù cả hai mắt. Nhưng lúc đó
thì ông lại tuyên bố với những người huynh đệ của mình rằng tôi là người đã sáng được con mắt. Những người huynh đệ không hiểu được đạo mới nói rằng ủa sư huynh của mình ông tu riết ông bị thần kinh hay sao rồi đó, tại sao ông mù cả hai mắt mà ông lại nói ông là người sáng được con mắt. Lúc đó Đức Phật mới nói đệ tử của ta tuy không thấy được ánh sáng của cuộc đời nhưng sáng được ánh sáng của tâm, sáng được ánh sáng của tuệ giác. Chúng ta ngày nay cũng vậy, tuổi già rồi mắt nó mờ nhìn không rõ, nhưng mà thưa rằng đến một lúc nào đó chúng ta không cần con mắt này để nhìn cuộc đời nữa, bởi vì đôi lúc nó mờ quá muốn nhìn cũng không được. Nên chúng ta phải vận dụng con mắt của hiểu, con mắt của thương để nhìn cuộc đời, để cảm thông, để tha thứ, để thương yêu. Đây là điệp khúc mà Minh Thiền hay nhắc đến trong các bài giảng của mình. Cuộc sống nếu không có cảm thông, không có tha thứ, không có thương yêu thì đời sống của bản thân chúng ta không khác nào đời sống của một chúng sinh đang trơ trọi giữa sa mạc hoang vắng. Mặc dù quanh ta có rất nhiều người nhưng chúng ta vẫn thấy cảm, chúng ta vẫn cảm thấy mình rất cô đơn, rất cô độc giữa cuộc đời. Có một ông nhà giàu lắm, ông có tài kinh doanh mua bán, và cũng nhờ cái tài này mà làm cho khối tài sản của ông ngày một lớn hơn. Ông trở thành một người giàu có nhất của cái vùng đó. Nhưng rồi đại chúng biết không, do tham tiền, do tham việc, thế cho nên ông dần quên đi những bữa cơm cùng với vợ, và ông dần quên đi cách chăm sóc dạy bảo con. Ông chỉ biết công việc mà thôi. Thời gian không lâu ông cảm thấy mình ăn không còn ngon, ngủ không được, có cái gì đó rất bực bội, rất khó chịu, sức khỏe ngày càng suy yếu. Ông nghe đâu đó trên núi có một ông thầy hút thuốc rất là giỏi. Ông mới gọi người đầy tớ của mình đến và nói rằng con à, thời gian gần đây ông thấy mình thân thể không khỏe, sức khỏe ngày càng suy kiệt rồi, ăn không được, ngủ cũng không được. Ta nghe nói trên núi có ông thầy hút thuốc giỏi lắm, con đến đó và hút cho ta vài liều thuốc để về ta uống, chứ còn không ta không qua khỏi. Người đầy tớ nghe như vậy thì lên đường đi hút thuốc. Đến đó kể cái bệnh tình của ông chủ mình cho ông thầy thuốc nghe, thì ông thầy thuốc thưa không cho một liều thuốc nào cả, mà chỉ viết vài vòng thế này: thưa ông, tôi có liều thuốc đặc biệt này sẽ chữa lành bệnh của ông. Nếu ông tuân thủ theo lời tôi thì ông có thể sống vui và sống lâu, sống thêm nhiều năm nữa. Còn nếu như ông không nghe lời tôi thì tôi chắc rằng ông không qua khỏi con trăng này. Phương thuốc của tôi là ông dành 10 ngày để về quê đi tản bộ trên những cánh đồng lúa chín, hưởng hương đồng gió nội bát ngát, lòng không bận biểu. Ông để dành 10 ngày để cùng ăn cơm với vợ, để dạy bảo chăm sóc con, và cần thiết thì đưa gia đình về thăm họ nhà nội, họ nhà ngoại. Ông để dành 10 ngày để đi thăm, để đi tặng quà cho những người mà trong công việc làm ăn họ đã từng gian lận ông, họ đã từng lấn lướt ông, họ đã từng làm ông đau khổ. Ông phải đi thăm những người đó, và đây là phương thuốc có thể đặc trị căn bệnh của ông hiện tại. Ông về ông đọc cái phương thuốc đó thì ông thấy lạ quá. Thầy ông chẳng có hốt cho mình cái lá cây gì uống hết, ông chỉ cho vài dòng như thế này. Nhưng ông nhà giàu tin tưởng vào cái tài của ông thầy cho nên bắt đầu thực hiện theo. Đúng thưa đại chúng, ông dành thời gian để về dùng quê yên bình, hưởng cái hương đồng gió nội. Ông dành thời gian để ăn cơm với vợ với con, để dạy bảo con. Ông dành thời gian để đi thăm ông bà, cha mẹ, những người láng giềng thân tình của mình, và ông dành thời gian đi đến những người mà đã từng làm ông đau khổ,
với những món quà vật chất để tặng họ. Thưa đại chúng, ông thực hiện cái điều này chỉ vài ngày thôi, ông thấy mình thoát qua được căn bệnh, ăn bắt đầu ngon, ngủ bắt đầu được, tâm hồn thư thái. Và thưa, bên cạnh đó, công việc của ông lo cũng rất là tốt, mọi thứ luôn gặp những điều may mắn. Ở đây có ai bệnh giống ông nhà giàu không? Trước mắt muốn bệnh giống ông nhà giàu thì ở đây ai giàu trước cái đã? Ai giàu đâu? Bây giờ có giàu cũng giấu. Bởi vì nếu mà khai ra mình giàu, thầy Minh Thiện suối cúng dường thầy trụ trì đây, cho nên không dám khai. Giấu, giấu cho kỹ, mai mốt về chết để lại vài hũ vàng. Anh thưa rằng tất cả chúng ta đều có căn bệnh chung như ông già giàu đó, mặc dù chúng ta không giàu, chúng ta vẫn có căn bệnh. Căn bệnh đó là căn bệnh lo lắng, căn bệnh bất an, căn bệnh tham tiền, tham việc. Bên cạnh những thứ đó, chúng ta đang đánh mất một thứ tài sản rất là lớn. Tài sản lớn đó chính là vợ, là con, là chồng, là cả một gia đình của chúng ta. Cuộc sống này có tiền, có thể đắp đổi sống, có thể giúp cho chúng ta có một đời sống vật chất tương đối ổn định. Nhưng nếu thiếu tình cảm, đời sống của chúng ta khô khan lắm. Người thông minh là người biết sắp xếp được công việc, chứ không phải là từ bỏ công việc. Người thông minh thì không bao giờ từ một người giàu có trở thành một người nghèo hèn. Người thông minh là người biết sắp xếp công việc, và bên cạnh đó phải biết sắp xếp thời gian của mình để dành khoảng thời gian nhất định cho người thân, cho người thương của mình. Có lắm người cắm đầu vào chỉ lo kiếm tiền, lo làm việc, đến phút giây nào đó mới vỡ lẽ ra, mới than lên rằng: trời ơi, tôi đã mất quá nhiều năm tháng để chỉ vì kiếm mấy đồng tiền phù du này mà tôi đã đánh mất đi biết bao nhiêu tình cảm, biết bao nhiêu người thân. Họ đã từ bỏ tôi, từ bỏ cuộc đời này về bên kia thế giới. Kiếm tiền là phù du, như đánh mất tình cảm, đánh mất con người thân, người thương là sự thật. Mất tiền chưa phải là cái mất lớn, mất tình cảm, mất người thân, người thương mới là cái mất lớn. Nhưng chúng ta lại vì cái phù du, cái nhỏ mà đánh mất đi cái lớn. Thường là như vậy thưa các vị. Có cái anh chàng đó chuyên kinh doanh mua bán trầm hương. Mua trầm hương thì đại chúng biết là giàu lắm. Một hôm đi đến chùa thắp hương, rồi gặp chúng tôi khóc lóc kể lể, nói rằng: thưa thầy, bây giờ con cảm thấy hối hận, cảm thấy muốn buông xuôi hết tất cả mọi thứ, không muốn làm ăn gì nữa cả. Minh Thiền mới hỏi: sao mà đến nông nỗi này? Anh nói: con là người chuyên mua bán trầm đi các nước Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan rồi đó. Con cũng có của có tiền lắm, nhưng thưa thiệt với thầy, do thời gian trước cứ cắm đầu lo công việc, có mấy lần vợ con nó nói là nó bệnh, con cũng không quan tâm thầy ạ. À, con nghĩ bệnh thì đi khám, rồi con nghĩ là con quăng cho cục tiền đó đi khám là được. Nhưng rồi nó bỏ con đi, đến nay là gần 21 ngày rồi. Đến lúc vợ mình chết mình mới thức tỉnh. Đến lúc người thân của mình bỏ mình ra đi rồi mình mới ân hận. Vậy tại sao lúc họ còn sống mình không trân trọng họ, mình không quan tâm họ, mình không thương yêu họ? Mình vì cái gì? Vì công việc, vì đồng tiền. Ta nghĩ rằng ta kiếm thật nhiều tiền về, ta quăng cái cạch ở đó là tròn vai trò trách nhiệm bổn phận của người làm chồng, của người làm vợ, của người làm mẹ, của người làm cha. Thưa tròn chứ ạ. À, có những người thân, người thương của mình họ lâm vào trong một cái hoàn cảnh đau khổ, họ đang bị nặng trĩu bởi nỗi khổ niềm đau trong lòng, không có người để chia sẻ. Lúc đó họ cần mình ngồi xuống để lắng nghe họ nói, để cảm thông và có vài lời an ủi họ thôi, giúp họ vượt qua được đau khổ. Nhưng rồi chúng ta chưa làm được điều đó.
Chúng ta không thật lòng với điều đó. Chúng ta cứ nghĩ cho tiền là đủ, cho tiền là được. Không đủ, không được đâu nha. Họ cần mình hơn họ cần tiền đấy, đưa thưa đại chúng. Nói điều này có những người phản biện là không cần đâu, thầy chỉ cần cho con tiền thôi, thầy không cần phải ngồi lắng nghe con đâu. Có đúng không ạ? Thưa, tiền đến một lúc nào đó nó trở thành một thứ vô vị của đời sống. Nhưng cái chân tình chúng ta trao nhau thì nó mới là cái ấm áp nồng nàn. Vậy thì chúng ta cần phải chữa căn bệnh thâm căn cố đế mà chúng ta đeo mang quá lâu rồi. Căn bệnh đó là căn bệnh chúng ta quên mất đi những thứ quan trọng để bám víu theo những thứ phù hư, những thứ phù du vật chất. Nói lại phương thuốc để đại chúng nhớ, chúng ta cần được nghỉ ngơi, cần được sự thông thả của xác thân và sự thảnh thơi của tâm hồn. Cái đầu chúng ta như một cỗ máy, nó cứ vận dụng liên tục bởi những dòng tư tưởng, chưa bao giờ được nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ điên trong nay mai nếu như để cho dòng tư tưởng này nó trôi mãi không dừng nghỉ. Chúng ta sẽ kiệt sức mất thôi nếu như đến những bữa cơm mà chúng ta không ăn, không biết thưởng thức, chúng ta ăn ngấu nghiến vài ba miếng cho qua để rồi tiếp tục với công việc và công việc. Chúng ta sẽ kiệt sức mất thôi nếu như đến giờ ngủ chúng ta không ngủ được, hoặc có khi chúng ta phải thức trắng đêm vì công việc. Sáng thân là cái quý giữa cuộc đời nha. Và sự sống là cái quý của xác thân này. Nhưng nếu chúng ta đem những cái quý trọng này mà đánh đổi vì công việc, vì đồng tiền một cách không có khoa học, chúng ta đem cái giá trị chân thật để đổi lấy cái giá một thứ mà không hề chân thật, một thứ mà không hề có giá trị nào có thể so sánh với xác thân. Nhưng phần nhiều chúng ta đã và đang đánh đổi, đã và đang đánh đổi. Ông nhà giàu kia đến một ngày ăn không ngon, ngủ không yên, cảm thấy trong lòng nặng trĩu, thì mới thức tỉnh, mới nhờ người khác đi hút thuốc cho mình. Nhưng thưa, nếu không gặp một vị thầy tài giỏi, một vị lương y tài ba như thế này, ông sẽ chết. Đừng nghĩ rằng có tiền bỏ ra mua thuốc linh dược, bỏ ra mua tiên đơn về để sắc uống là hết bệnh. Không, cái bệnh của tâm quan trọng lắm. Phải diệt trừ cái bệnh của tâm ngay tận gốc rễ thì cái bệnh của thân mới hết. Làm sao ăn ngon khi lên bàn ăn có muôn ngàn thứ phải tính toán, phải lo nghĩ. Và lắm người lên bàn ăn không biết mình đang ăn thứ gì, cũng không biết thưởng thức ra làm sao. Làm sao mà có một giấc ngủ sâu khi bước chân lên giường ngủ ta không hề ngủ, ta nằm đó để mưu toan, để tính toán đủ điều. Ăn không được, ngủ không được, bệnh là chuyện tất nhiên, là chuyện tất nhiên rồi. Có phương thuốc để trị bệnh rồi, đại chúng nhớ đem về để trị. Ngày hôm nay về chùa Huyền Trang nghe ông thầy Minh Thiền ổng giảng, ổng nói dông nói dài, nói đúng nói sai gì đó kệ ổng, nhưng mình chỉ cần nhớ phương thuốc này thôi. Về dành thời gian khuyên chân tình nha, dành thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn. Lớn tuổi rồi được nghỉ hưu thì tốt, còn nếu còn việc á thì biết sắp xếp công việc có chừng mực, có chừng mực. Dành thời gian để ăn cơm với con, ăn cơm với cháu, dạy bảo nó nhiều hơn. Và nên đi thăm những người bạn thân của mình, những người mà mình thấy họ quan trọng trong đời sống này với mình, có ơn có nghĩa với mình nên đi thăm họ để gắn kết cái tình cảm, làm cho tình cảm ngày càng nồng nàn hơn. Và cũng nên đi thăm, đi tặng quà những người mà từng làm mình đau khổ. Phật tử đồng ý rằng, dạ thưa thầy, thầy dạy là đi thăm những người thân, người thương, những người có ơn đi làm được.
Nhưng thầy bắt con đi thăm cái người mà nó làm con khổ, với người mà con ghét thì không được đâu. Nếu như không làm được điều đó, bệnh trong lòng chưa có chữa được. Căn bệnh gì vậy? Căn bệnh của hờn, giận, của trách móc, của quán thù. Đó là bệnh đúng không ạ? À? Cái bà đó hả? Tôi thề là có mặt bả là không có mặt tôi. Chi vậy? Tu hành gì mà giận dữ vậy? Nên nhớ rằng giận một người, trách một người, người đó có khổ không? Có khổ không? Mình giận họ, mình trách họ, mình ghét họ, họ không khổ nhưng mình khổ nè. Mình khổ. Khổ bởi cái năng lượng không tốt nó cứ cháy bỏng trong tâm thức của mình, làm mình phải khổ. Khổ vì cái giận, khổ vì cái ghét. Mà mình giận một người, mình ghét một người là mình mang hình ảnh họ trong lòng của mình, nó nặng nề lắm. Nó nặng nề lắm. Cho nên đừng có giận, đừng có trách, đừng có ghét. Thí dụ như mà mấy bà cụ lớn tuổi đó ha, mà con cháu của mình nó có nói cái gì đó sai đó, nó có làm cái gì quấy, mình phải lấy cái lòng bao dung của một người làm mẹ, lấy lòng bao dung của một người làm bà, để mình tha thứ cho nó. Nó là con, nó là cháu, nó mà có vụng về, nó có sai sót là mình phải nhìn nhận trách nhiệm do mình làm mẹ làm bà dạy dỗ chưa tốt. Đồng ý không? Chứ còn không thì thằng hai mày nhớ nghe, mai mốt tao chết là cấm con út về để tang à. Mày không cho nó, mày không có được cho nó bước vào để thắp cho tao cái nhang à. Tao sống để bụng chết mang theo nó, hồi đó nói với tao dạy dạy đó. Sở dĩ nó sai là do mình dạy bảo chưa tới, nó mới không ngoan chứ. Mình phải thấy trách nhiệm của mình để mình thương nó, mình dạy nó nhiều hơn chứ có đâu mình ghét rồi mình xa lánh nó. Cho nên cuộc sống này nếu mà nhìn ở một góc độ tích cực, đời sống rất nhẹ nhàng, rất yên bình. Với tất cả mọi người thành phần nào chúng ta cũng sống chung được hết á. Chỉ sợ chúng ta không đủ sáng suốt để có cái nhìn tích cực trong đời sống thôi. Một hôm Đường Thái Tông mới gọi Hứa Kính Tôn. Đường Thái Tông là vua, Hứa Kính Tôn là một vị quan thân cận của vua. Đường Thái Tông đi dạo mới gọi Hứa Kính Tôn vào. Hứa Kính Tôn vào thì Đường Thái Tông đi trước, Hứa Kính Tôn đi sau. Đường Thái Tông mới nói: Nè Khanh, trẫm thấy Khanh cũng là một người có đức hạnh, liêm khiết, đời sống của Khanh rất là tốt. Vậy mà tại sao trẫm vẫn nghe rất nhiều tiếng thị phi về Khanh, từ vị quan này, vị quan khác, từ những người đồng cấp, đồng phẩm, cho đến những người hạ cấp, hạ phẩm hơn. Họ cũng thường hay dùng những lời không tốt để chê bai, để dìm biểu Khanh. Tại sao vậy? Lúc đó Hứa Kính Tôn mới trả lời Đường Thái Tông thế này: Tâu bệ hạ, mưa mùa xuân á, nó lất phất nhẹ nhàng, nó như hơi sương, làm cho người nông dân cảm thấy vui vì đất ruộng của mình được tưới tẩm, mùa màng sẽ được bội thu. Nhưng những người bộ hành thì cực kỳ ghét cái mưa phùn mùa xuân vì làm họ ướt áo, làm cho đường trơn trọt. Tâu bệ hạ, vầng trăng mùa hạ treo giữa nền trời, sáng như ban ngày, khiến cho bao nhiêu kẻ thi sĩ phải thích thú yêu mến vầng trăng kia, vì đó là cơ hội để họ du ngoạn, họ ngâm ca, họ sáng tác những vần thơ phú. Nhưng vầng trăng kia đối với những kẻ đạo chích thì nó cực kỳ ghét, vì ánh sáng của vầng trăng làm cho nó mất đi cơ hội
để thực hiện hành vi trộm cắp của mình trong đêm. Trời đất, nắng mưa, trăng sáng hay lu là điều thuận theo lẽ tự nhiên, ấy vậy mà còn bị người đời chê chửi. Hà huống chi hạ thần là một người bình thường thì làm sao tránh khỏi những tiếng thị phi. Hay quá. Không biết ông này đó ông có tu không mà ông nói nghe hay quá, tốt quá. Thế cho nên với những lời thị phi của những người quan cùng cấp hay hạ cấp hơn mình, chê bai dèm biểu, Hứa Kính Tôn biết chứ, ông nghe nhiều chứ, nhưng ông cho nó qua hết. Ông xem nó tựa như làn khói mỏng, tựa như hơi sương, có rồi mất. Còn chúng ta ngày hôm nay thì sao ạ? Người ta không tu theo Phật mà người ta còn thực hành được cái hạnh buông xả cảm thông. Bây giờ mình tu theo Phật rồi, mình có thấy thị phi nhẹ như làn gió, như hơi sương chưa? Hay là nó nặng nề cả trăm ký đè vào tâm thức của mình? Có nhẹ nhàng chưa? Mình cố gắng làm sao trước những tiếng thị phi khen chê đó mình phải nhẹ nhàng được thì là mình tu tốt. Bây giờ có một bài toán để làm cái phép thí nghiệm cho đại chúng biết mình tu tốt hay không tốt. Tự bản thân mình kiểm điểm lại. Kiểm điểm lại là mai mốt có ai đó nói nặng, nói nhẹ, nói tốt, nói xấu về mình, coi mình có buồn phiền về những điều đó hay không. Nếu như mình còn buồn phiền là tu chưa có tiếng. Còn nếu như mà mình thấy nhẹ nhàng quá, thảnh thơi quá, mỉm cười được với những điều đó là tu tiếng rồi, tu tiếng rồi. Phải làm phép thử. Cho nên về nhà thử suối đứa nào chửi mình thử coi lòng mình sao nghe. Để chúng hai điều khuyên. Thứ nhất, bản thân chúng ta là người phải tự nhắc nhở mình không được nói những lời thị phi về người khác. Đồng ý không? Điều bà cụ ngồi nghe đi bà cụ. Điều thứ hai, chúng ta đừng có tin vào lời thị phi của người khác nói và tác động đến chúng ta. Giá như có những ai nói về thị phi của người khác, chúng ta cũng đừng quan tâm, đừng nghe. Giá như có ai đang nói về mình dèm biểu, chê bai, thì cũng nên nhớ giữ tâm bình thản trước những điều đó. Có như vậy đời sống của chúng ta sẽ an lạc. Về chùa tu một ngày an lạc thì không phải an lạc một ngày ở chùa là đủ. Tu một ngày nhưng sẽ có 29 ngày sau đó ở nhà sống an lạc, nhờ cái năng lượng tích cực tu tập, nhờ phương pháp thực hành, nhờ cái am hiểu về đạo đức, vào đạo lý, vào Phật pháp mà chúng ta ứng dụng trong đời sống của mình. Đừng nghĩ rằng chỉ có về chùa tôi mới được an lạc, vì về đó không có người tranh hơn thua, không có đấu tranh, không có những tiếng thị phi, tôi an lạc. Còn ở nhà là khổ đau. Đại chúng làm sao cố gắng ở nhà cũng phải an lạc như ở chùa thì không uổng phí một đời đi tu. Còn nếu mà thấy ở chùa mới an lạc, ở nhà không an lạc thì thôi, dọn dẹp hết chuyện nhà về chùa Huyền Trang, thầy hãnh tính, thầy nhận hết, nuôi hết. Có chỗ ở mà chùa rộng quá mà. Chùa rộng, chùa to quá mà. Ở nhắc tới tên của thầy trụ trì, bỗng nhiên mình sực nhớ một câu chuyện của ngài Sùng Tính. Ngài Sùng Tính là một vị thiền sư nổi tiếng. Thầy trụ trì của mình ở đây hiện tại cũng là một cao tăng nổi tiếng, cũng cùng chung chữ Tính ha. Ngài Sùng Tính bước chân vào chùa theo học với thiền sư Đạo Ngộ. Vào chùa hơn 10 năm nhưng chưa một lần được sư phụ của mình gọi đến để chỉ bài Phật pháp.
Hằng ngày Ngài chỉ làm việc là bữa củi, gánh nước, phụng sự đời sống của chư Tăng thôi. Đến giờ cũng tụng kinh, cũng niệm Phật, cũng tọa thiền vậy thôi. Mong muốn có một ngày sư phụ của mình gọi lên để chỉ dạy cho Phật Pháp tu hành, nhưng chưa bao giờ thấy sư phụ gọi lên để dạy. Cho đến một hôm Ngài Sùng Tính mới đến với Ngài Đạo Ngộ và bạch rằng: Kính bạch Thầy, con vào chùa ngó đến nay đã hơn 10 năm, chưa một lần nào Thầy chỉ dạy con tâm yếu tu hành. Hôm nay con bạo gan đến đây, xin Thầy thương Thầy chỉ dạy cho con tâm yếu tu hành để con tu tập được giải thoát. Lúc đó Ngài Đạo Ngộ mỉm cười và nói: Nè con nói như vậy thì oan cho ta quá. Ta chưa bao giờ mà không chỉ dạy con, lúc nào ta cũng chỉ dạy con. Trong mọi động tác của đời sống ta đều chỉ dạy tâm yếu cho con đấy chứ. Lúc đó thì Ngài Sùng Tính mới hỏi: Bạch Thầy, con ngu muội chưa thấy được những điều mà Thầy chỉ dạy. Ngài Đạo Ngộ mới nói: Con vào chùa, ta dạy con cách bữa củi, ta dạy cho con cách nấu cơm, ta dạy con cách phụng sự chư Tăng. Rồi cho đến khi con dâng nước cho ta, ta cũng đưa tay ra để đón nhận một cách chân tình. Con đem cơm lên, ta cũng dùng cơm trong chánh niệm. Và rồi khi con xá chào ta, ta cũng nhìn theo con mà gật đầu. Như vậy thì đâu có gì là ta không dạy con. Lúc đó Ngài Sùng Tính nghe xong thì quỳ xuống lại mình mới nói: Tâm của Thầy quả thật bao la, nhờ Thầy mà con hiểu được lẽ đạo huyền vi. Thế là ngộ đạo, sau này trở thành một thiền sư nổi tiếng, có hàng trăm đồ chúng. Chúng ta cũng nghe, chúng ta cũng nghe lời dạy, nhưng mà ngộ chưa? Ngộ chưa? Khó khăn quá, khó khăn cho chúng ta quá. Ngài Đạo Ngộ dạy Ngài Sùng Tính như vậy đó. Ta dạy con bữa củi, ta dạy con gánh nước, ta dạy con cách phụng sự. Khi con dâng cơm ta cũng ăn trong chánh niệm. Rồi khi con đưa nước ta cũng đón nhận một cách chân tình. Khi con xá chào ta cũng gật đầu. Dạy chỗ nào vậy? Tâm yếu của đạo ở đâu? Nếu mà mình tìm đạo là một cái gì đó xa xôi, màu nhiệm, quyền bí, thì muôn đời mình không thấy được tâm yếu, không thấy được lẽ đạo trong những chuyện bình thường. Tâm yếu của sự tu hành nó không phải nằm ở chân trời góc biển, nó không phải nằm ở trong núi thẳm hang sâu, mà nó nằm trong ngay trong tất cả mọi động tác, động thái, trong sinh hoạt, trong đời sống của chúng ta. Nhưng chúng ta không khéo nhận ra. Bữa củi, ta ý thức được ta là người đang bữa củi. Gánh nước, ta biết ta đang là người gánh nước. Phụng sự chư Tăng, ta biết ta đang là người phụng sự chư Tăng. Đời và người đối xử với ta, ta dùng sự chân tình để đáp trả trở lại. Hình ảnh chân tình đáp trả của Ngài Đạo Ngộ đó là: Con dâng nước ta đón nhận chân thành, con dùng cơm ta ăn trong chánh niệm, con xá chào ta gật đầu. Vậy thì mọi động thái đi qua ta luôn ý thức được ta đang làm việc gì, và ta không phóng tâm chạy ra bên ngoài để đánh mất việc hiện tại ta đang làm. Trong mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp, đó chính là đạo. Đừng nghĩ rằng vào trong núi trốn cuộc đời, tréo chân ngồi kiết già phu tọ, bịt tai che mắt, đó mới là đạo. Không. Đại chúng nhìn vào đời sống của Đức Phật, đại chúng thể thấy, thưa rằng Đức Phật là một con người bình thường giữa cuộc đời. Ngài vẫn ôm bát đi xin ăn, đến giờ Ngài vẫn ngồi thiền, đến giờ Ngài vẫn thuyết pháp. Mưa Ngài vẫn tìm gốc cây để trú mưa. Nắng Ngài vẫn tìm bóng mát để tránh nắng. Đời sống của Đức Phật có lúc nào không phải là Phật không?
Ngài đi Ngài cũng là Phật, Ngài ngồi Ngài cũng là Phật, Ngài nằm cũng là Phật, Ngài ăn Ngài cũng là Phật, Ngài ngủ Ngài cũng là Phật. Bởi vì sao? Bởi vì trong lòng của Ngài lúc nào cũng đầy đủ năng lượng của sự tỉnh thức, trong lòng của Ngài lúc nào cũng tràn đầy tình thương yêu. Chúng ta sở dĩ ngày nay không làm được là vì chúng ta đánh mất đi chánh niệm nhiều hơn là giữ chánh niệm. Làm việc này nhưng tâm để ở việc kia, ngồi chốn này nhưng lòng nghĩ về chốn khác. Có không ạ? Có không? Về chùa Huyền Trang một ngày, chắc gì lòng đã ở chùa Huyền Trang một ngày. Về chùa Huyền Trang một ngày nhưng lòng ở chùa Huyền Trang vài phút giây thôi. Gửi lòng của mình vượt cổng chùa, chạy đi ngược xuôi đầu này đầu nọ, chạy đến chốn này chốn khác, thăm người này ghé nhà người kia. Có khi ngồi ở Việt Nam nhưng lòng mơ mộng tận bên nước Mỹ. Không biết giờ ông Trump ông có khỏe không? Để chúng ta thấy rằng chúng ta thường đánh mất chánh niệm hơn là chúng ta biết tập trung để giữ gìn chánh niệm. Nên tâm yếu của đạo mình không biết dụng để tu hành. Lòng mình tu cũng nhiều ngày tháng nhưng không sáng. Hôm nay Minh Thiền khuyên đại chúng là chúng ta phải tập trung vào năng lượng thức tỉnh, tức là quay về với chánh niệm của chính mình. Đừng để thời gian phóng tâm đi bên ngoài nhiều. Ngài Sùng Tính nghe được thầy mình nói, hiểu rằng con biết rằng đạo không phải để đi tìm, mà đạo ngay trong đời sống của tự thân con. Con tỉnh thức một phút thì ngay trong phút giây ấy con là Phật hiện tại. Con tỉnh phút được một giờ thì trong một giờ ấy con là vị Phật hiện tại. Con tỉnh thức một ngày thì ngày ấy con là Phật trọn vẹn. Thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Đây là bài thơ của sư ông Làng Mai. Nó ngắn, nghe nó cũng không hay cho lắm, bởi vì có nhiều và nhiều bài thơ hay hơn. Nhưng bài thơ này của sư ông, thưa với các vị, nó cho chúng ta một con đường. Nó là một lời dạy quý báu để nhắc nhở chúng ta phải tỉnh thức, phải sống trọn vẹn, dùng cặp mắt thương yêu để nhìn cuộc đời. Đừng nhìn cuộc đời bằng cặp mắt lo lắng, đừng nhìn cuộc đời bằng cặp mắt buồn phiền, đừng nhìn cuộc đời bằng cặp mắt hỉ nộ ái ố, mà phải nhìn đời bằng cặp mắt thương yêu. Trở lại với bài kinh để đúc kết buổi nói chuyện hôm nay. Chúng ta tạm chia tay, chiều gặp lại. Vì chiều còn một buổi nói chuyện nữa, Cho nên buổi sáng nói ít thôi, buổi chiều nói nhiều hơn. Buổi sáng nói hết, buổi chiều không còn gì nói. Nên tóm lại, thưa đại chúng, chúng ta phải làm sao tự làm cho hai con mắt nhìn đời của mình ngày càng sáng tỏ, thông qua công việc là chúng ta biết đóng góp khả năng của mình trong đời sống để phát triển kinh tế của tự thân, phát triển kinh tế của gia đình, góp phần vào phụng sự cho xã hội, cho quê hương và xây dựng đất nước. Và bên cạnh đó, chúng ta mở tấm lòng của mình để bao dung, để nâng đỡ những người cùng sống, những người cùng làm việc, những người ngang ta hoặc là những người họ kém may mắn hơn ta. Hãy nhìn đời bằng cặp mắt yêu thương, đừng nhìn đời bằng con mắt của thành kiến, của ác kiến, của lo lắng, của buồn giận, trách thương. Xin chân thành cảm ơn đại chúng đã ngồi lắng nghe.